nhà đang đi siêu thị của Trung Quốc, Cha Cha là cái siêu thị này là một trong những cái siêu thị mà bán đồ châu Á, mình mua những cái món đồ mà để mà những siêu thị khác không có bán, ví dụ như giống như là nó bán tương, nước mắm nè, và nó bán các gia vị nấu những các món ăn như là phở, hủ tiếu, hủ kho Việt Nam mình gì đó, rồi bán các loại đậu, rồi các loại mì, bún miếng này nọ, thì thường phải vô đây mua thôi. Rồi các bạn đi chung với mình để coi xem con đây nó có bán gì nhé. Đứng ở chỗ ngoài rau củ cái chợ này nó bán nhiều thứ giống như của đồ châu Á mình vậy đó, có lan chuối nữa nè, có bán bán xả, mấy cái giống như đậu rồng nữa nè, nó có mấy thứ như này là lá dứa, còn nó có bán rau con này là rau cơm á nè, là củ sen, nó có mấy cái rau mà gọi mà mình không có kiếm được ở trong mấy cái chợ khác. Nó còn bán nhiều thứ châu Á như là nước mắm, nước tương, rồi mấy cái gia vị nấu phở, nấu hủ tiếu, nấu bò kho này nọ, rồi các loại đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen này nọ, đủ hết. Nó bán đủ các loại mì, miếng, rồi có bán cả như hoàng thánh hoặc một số cái sản phẩm mà của châu Á như là mì gói nè, đậu hũ nè. Đi cái tiệm Cha Cha đó là một trong những cái tiệm mà mình thấy là lâu nhất ở đây, thì cũng có một cái chợ này cũng mới mở nè, nó cũng là bán đồ châu Á vậy đó, nó mở sau cái tiệm kia, thì nếu mà có dịp thì mình sẽ cho các bạn coi tham quan thêm nha. Bây giờ mình đi về thì mình sẽ
anh Phát mở cái đầu cho các bạn coi, trình bày cho các bạn coi nha, chào các bạn. Giờ mình đã về siêu thị về nè, giờ mình mở ra cho các bạn coi mình đang mua được cái gì nha. Rồi đây mình có cái này là cá dứa nè, cá dứa có thể để mình nấu sườn hành uống, mình có bắp. Rồi đây có hai cái rau má này mình thay xay nước đủ. Rồi có bánh phở, bánh phở này có phở, hai cục sườn phở. Còn cái này là bún nè, là bún tươi. Bún tươi này sản xuất tại Mỹ Tho Tiền Giang. Mua hai đợt mua. Rồi sao đây? Cái này là mì. Mì này nghe đi ăn có cái mì gì đó. Đây là khu vực này, khu vực này để nướng lên ăn. Còn lâu này thì việc thử này cho bà con nha. Đây là nấm. Đây là nấm. Nấm này để mình hút cái phần dầm nấu lẩu nấm cho mình ăn nè. Cái này của mình cũng mua thử cho dầu sao quẩy nè. Giờ mình cũng nấu, mình thử cái ăn sao. Em mau lòng thử cái món mới. Rồi cái này là chấm sắn nè. Cái này mốt là hấp lên ăn cũng ngon. Thì mốt mình review cho mình coi cái món này. Rồi đây có này, có nấm nè, nấm lông cô. Cái này thì có một cái muối nè. Cái muối chắc giờ đây mình nấu hủ tiếu á. Có măng nữa. Đây là mua hai bịch đậu đen. Đậu đen này là nước chè hay là đậu đen này là đậu đen xanh lòng của các bạn, hay là nước uống cũng được. Đây một tốt đậu nành, cái mốt mình làm cái nành cho bà con nha. Đậu nành này là để đậu nành này chắc là để chung cái dưới để mình giải nó nóng cái dưới mình chung cái đậu nành đó. Ở đây mình có hai chao. Chao này thì là chao ăn chung với lại bắp này là chấm chao cũng rất là ngon. Đây có một cái họ sản xuất là cái là tương đen đây hủ tiếu hoặc là ăn chung với bữa cuốn cũng ngon nữa. Ở đây mình có cái nước uống riêu cua này để dành cho chắc mình để nấu uống riêu cua này. Cái này gọi là mắm rút nè các bạn. Mình mua hai chai nước mắm. Anh xài nước mắm rất là nhiều. Một chai nước tương. Đây mình có hai cái đậu xanh. Đậu xanh này là để mình làm giá đó. Chứ là mình sẵn mình mua một chai đậu xanh ăn rồi. Đây là canh chua. Còn hai cái đậu hũ non này nữa. Đậu hũ non này là để là mình chiên lên á, ăn rất là ngon luôn. Rồi xong, tổng cộng hết nguyên tất cả ở đây á, là hết 100 euro. Thì mình có thể sinh viên á, thì ở đây những gì sinh viên nó cũng không làm như cũng được giảm giá trên á, thì mình được giảm 10%, thì còn 90 euro. Thì tất cả ở đây mình cũng phải ăn được, không lâu mình mới đi thôi. Thì mua sẵn hết thì nó dần rồi từ ăn từ, chứ cũng không hết. Đó thì các học giả mình sẽ làm cái nhiều món khác nhau. Đây mình quay lên cho các bạn coi nha. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Oh, yeah.